Để bắt đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai nhạc phẩm. Bài thứ nhất là Hòn Võng Phu Ba, sáng tác của Lê Thương. Và thứ hai là Nhớ Người Thương Binh, sáng tác của Phạm Duy. Cả hai bài đều được Hồ Đăng Tín soạn hòa âm cho ban hợp xướng. Hai bài này đều mang dấu vết chiến tranh của quê hương Việt Nam. Bài hợp ca Hòn Võng Phu của Lê Thương nói về chuyện người đàn bà ôm con chờ chồng đi chinh chiến trở về mà hóa thành đá. Bài hát này thật ra không phải chỉ nói về một người phụ nữ mà là nói về thân phận của người đàn bà Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam trong suốt ngàn năm đều lúc nào cũng chờ chồng, chờ cha, chờ con trở về sau chinh chiến. Riêng bài Nhớ Về Thương Binh thì được Phạm Duy viết để nói lên thân phận người đàn ông trong cảnh chiến tranh, đứng lên đáp lời sông núi để bảo vệ bờ cõi Giang Sơn, nhưng chẳng may để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Bài hát bắt đầu với một điệu hò vui vẻ trong cảnh thanh bình, rồi người thanh niên đáp lời sông núi ra đi, và khi quay trở lại thì mất đi một phần thân thể. Lúc này bè nữ cao như một tiếng khóc nức nở, nhưng sau cơn đớn đau thì người thanh niên trở thành người đàn ông kiên cường. Và lúc này bài hát kết thúc bằng lời hò như một lời mơ ước cho cảnh bình yên nơi thanh bình. Riêng nhạc phẩm Nhớ Người Thương Binh thì nhạc sĩ Hồ Đăng Tín soạn theo thể điệu a cappella, nghĩa là hát không cần nhạc đệm. Ban hợp xướng Ngàn Khơi hôm nay trình bày nhạc phẩm Nhớ Người Thương Binh như một lời tri ân của người hậu phương đến người thương binh. Và trước hết xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hòn Võng Phu Ba của nhạc sĩ Lê Thương. Mời quý vị chào đón sự trở lại của ban hợp xướng Ngàn Khơi cùng ca trưởng Nguyễn Hoàng Hương và phần lĩnh xướng của ca sĩ Phạm Hà. Oh.
Thưa quý vị, ban hợp xướng Ngàn Khơi cùng với ca trưởng Nguyễn Hoàng Hương.